Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người trong cuộc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cơn bão dịch Covid-19 đi qua để lại biết bao câu chuyện day dứt, thương tâm về những hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Bao gia đình mất người thân, bao đứa trẻ phải mãi mãi rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, bao người lao động mất việc, thiếu lương thực, thực phẩm hàng ngày. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ người yếu thế trong xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động mọi lực lượng cùng chung tay từ ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị đến các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tổ chức thiện nguyện. Tình cảm và suy nghĩ của những người trong cuộc khi tham gia hoạt động hỗ trợ cho người yếu thế trên địa bàn thành phố những ngày qua như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, chia sẻ trong chương trình hôm nay. Chị Lệ Thu là một giáo viên, tình nguyện tham gia câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình của Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã được 2 tháng qua. Là một phụ nữ, tuy tay lái còn yếu, nhưng bằng tình thương và tâm huyết với công tác thiện nguyện, chị đã rong ruổi khắp thành phố để chuyên chở rau củ quả, lương thực, thiết bị y tế đến các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu phong tỏa. Cơ duyên lại đưa chị đến với một công việc đặc biệt, vận chuyển sữa mẹ hiến tặng cho các bé sơ sinh, thiếu tháng đang được chăm sóc tại các bệnh viện phụ sản. Đơn giản là nó xuất phát từ cái tình thương thôi. Như các bạn cũng biết đó, là cái đội xe của mình, đó, cái câu lạc bộ của mình tiếp nhận tất cả những cái yêu cầu hỗ trợ. Thì có một ngày mình mới đọc trên cái yêu cầu đó, mình thấy là bệnh viện Từ Dũ yêu cầu hỗ trợ lấy sữa mẹ hiến tặng từ Long An về Từ Dũ. Cái mình nói, ôi trời ơi, dễ thương quá, mình sẽ nhận. Thế thì bằng cái tâm thế của bà, của mẹ, thì mình mới chấp nhận cái đơn yêu cầu đó. Và với sự hỗ trợ của bệnh viện Từ Dũ cũng như là các anh ở ban điều hành, thì mình mới được hỗ trợ để làm giấy tờ để đi tỉnh. Là được cái sự hỗ trợ khắp dọc cái đường đi từ công an, bộ đội, dân quân, vân vân. Các mẹ họ ở khắp nơi á, mà họ chịu khó lắm, cho nên tôi thương các mẹ lắm luôn. Mà vì thương con cho nên mới làm như vậy, thì các bé cũng nhờ vậy mà hy vọng là con có sữa để mâm mâm những cái giọt sữa non, những cái giọt sữa cho những cái trẻ thiếu tháng. Nhìn các cái cô, những cái cô hộ sinh mà cổ đang làm về cái công tác này á, cổ nâng niu từng cái bịch sữa thấy thương lắm. Hết rồi, nó chỉ có vậy thôi. Còn bằng nói nữa là sẽ khóc, bởi vì cái tình thương nó không có hết đâu. Còn đây là một trong nhiều chuyến xe do anh Nguyễn Đình Bá, phó hiệu trưởng trường trung cấp Quang Trung tham gia, chở các bé sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19 đang đi cách ly, đưa về cho gia đình chăm sóc, hoặc chở các sản phụ có chồng qua đời vì Covid-19 được về quê an tâm sanh nở. Trên chuyến xe đưa bé về, và cũng như thực sự là lần đầu tiên là tôi bế được đứa bé từ người cha ngay cái cổng, mình mới thấy cuộc sống này nó còn có nhiều cái niềm tin, tình cảm ấm ức của tình người trong lúc này lớn lắm. Hy vọng chuyến xe nghĩa tình nó chở đầy những cái tình thương, tình người trong dịch này. Cái phương châm, châm ngôn mà chúng tôi lấy đó mà hành động, đó là ở đâu cần thì chúng tôi có, ở đâu khó thì có chúng tôi. Cứ như thế, trong gần 3 tháng nay, mỗi thành viên trong câu lạc bộ tập hợp tại Hội Chữ Thập Đỏ thành phố từ 6 giờ sáng mỗi ngày, rồi gần 100 chiếc xe cá nhân tỏa đi khắp thành phố, mang theo những kỷ niệm không thể nào quên về đợt dịch đầy thử thách khó khăn nhưng cũng đầy hơi ấm tình người. Anh em chúng tôi cũng đang có kế hoạch là làm thế nào để duy trì được cái câu lạc bộ này, và chúng tôi sẽ làm những cái nhiệm vụ khác, đặc biệt là những cái nhiệm vụ mà vẫn giúp đỡ cho bà mẹ và em bé. Thứ hai là chúng tôi sẽ giúp đỡ cộng đồng về cái phần gọi là hậu dịch, tức là sau đó tôi nghĩ là chắc là rất nhiều các cái gia đình khó khăn nữa, bởi vì họ cũng không có điều kiện để trở lại làm việc ngay, thì chúng tôi sẽ là thành lập một cái câu lạc bộ để mà hỗ trợ những người khó khăn sau dịch. Có những lúc tôi vào những cái khu là nguyên một cái con hẻm đó là F0, là nguyên cái hẻm đó luôn, mà rất nhiều người ra đi ở cái hẻm đó. Mình khi mình bước vào mình cũng rất là sợ, nhưng mà thật sự ra khi mà mình nhìn thấy những cái con người ở trong cái hẻm đó, họ thấy những người chữ đập tỏ bước vào cái hẻm đó,
để đưa những cái món quà, những cái món, những cái vật dụng lương thực cho họ, thì mình thấy những nước mắt của họ rơi, giọt mắt của họ rơi xuống, thì lúc đó mình không còn nhớ những cái chuyện gì là nguy hiểm nữa, và anh em cũng vẫn vác đồ vào để mà giúp cho họ, để mà họ có cái tinh thần để họ vượt qua. Và chính vì những cái hoàn cảnh đó và những cái câu chuyện đó làm cho anh em chúng tôi có động lực, và anh em chúng tôi quên đi tất cả cái gì đó liên quan đến bản thân đó. Quên tất cả những cái gì khó khăn, mệt nhọc. Thậm chí tôi thật sự là tôi chưa bao giờ là khuân vác đồ nặng như vậy trong vòng 40 năm vừa rồi. Nhưng mà trong thời gian vừa qua tôi vừa khuân vác, vừa bốc xếp, vừa làm hết mọi việc, nhưng mà mình cảm thấy nó không có mệt. Rất là khỏe khoắn mà rất vui vẻ, bởi vì mình cảm thấy cái niềm hạnh phúc mà mình mang lại cho cộng đồng xã hội nó lớn hơn những cái gì mà bản thân mình đang chịu. Trong điều kiện chưa có một cái cơ chế điều kiện gì cả, nhưng mà với sự phối hợp hội chức đỏ của các địa phương, chúng ta cũng đã thực hiện thành công. Và các địa phương ở các nơi mà có những cái đối tượng như mẹ bầu, trẻ sơ sinh được đưa về một cách an toàn đã đánh giá khá cao về cái hoạt động này. Và cho đến nay thì chúng ta cũng đã ghi nhận là trên gần 13.000 trường hợp là có yêu cầu phải giúp đỡ. Đối với hội chức đỏ thành phố chủ động phối hợp và thực hiện để tạo ra được một cái sự chú ý của dư luận xã hội và của các ngành các cấp, để làm sao chúng ta có thể tạo điều kiện những trẻ sơ sinh khi mà trong trường hợp cha bị cách ly, mẹ cách ly thì phải có người thân bên cạnh để chăm sóc. Và điều đó thì chúng tôi cũng mong là sẽ được các ngành các cấp quan tâm, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng phải có một cái hỗ trợ cả xã hội cùng với nhà nước, để chúng ta mỗi người cùng làm những việc nghĩa để giúp những cái trẻ sơ sinh này. Với truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, song song với chính sách hỗ trợ của chính quyền thành phố, mỗi địa phương, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện đã chủ động kết nối, kêu gọi, vận động những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân từ khắp nơi chung tay san sẻ yêu thương và hơi ấm tình người. Em Hồ Minh Thuận là một trong 4 hoàn cảnh mồ côi do dịch bệnh Covid-19, được Bệnh viện Chợ Rẫy nhận đỡ đầu từ nay cho đến khi tốt nghiệp đại học, hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng cho chi phí học tập cùng với suất thăm khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện. Mẹ vừa mất chưa đầy một tháng vì nhiễm Covid-19, chỉ còn một mình người cha chạy xe ôm cũng bị thất nghiệp mấy tháng nay. Suất học bổng có ý nghĩa hết sức đặc biệt với gia đình Thuận và nhiều trẻ mồ côi cùng hoàn cảnh như em, nhất là khi gia đình còn đang loay hoay với nỗi lo cơm áo gạo tiền, không đủ khả năng cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Là những người trực tiếp tuyến đầu chống dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi đã trực tiếp chăm sóc và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân Covid từ nặng cho tới nguy kịch. Và chúng tôi là những người đã cảm nhận một cách rõ ràng, sâu sắc sự đau thương mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo nguyện vọng của toàn thể tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Chợ Rẫy, có nguyện vọng sẽ cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ một phần kinh phí để chăm sóc các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chẳng may đã mất cha mẹ và rơi vào cảnh mồ côi, hỗ trợ kinh phí nuôi nấng dạy dỗ các bé cho đến khi hết đại học, rồi sau đó nếu mà có điều kiện thì sẽ hỗ trợ các bé trong vấn đề tìm việc làm. Thấu hiểu và chia sẻ những mất mát thiệt thòi của các em bằng lương tâm và trách nhiệm, hiện thành phố đã có chính sách chăm lo cho 634 trẻ mồ côi dưới 16 tuổi, trong đó có 84 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Còn tính theo độ tuổi đi học, thành phố có hơn 1.500 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đang cần sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Tìm ra các giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho các em trên con đường học vấn và tương lai phía trước chính là mối quan tâm của chính quyền thành phố và của cả cộng đồng. Năm ngoái thì trung thu con như thế nào? Là ba con thì là mua cái đèn trung thu nè, đi ra ngoài đường chơi. Thôi năm nay trung thu thì
các cô chú đến thăm, gửi cho một cái món quà Trung Thu. Dạ con cảm ơn. Chúc Hiếu Tài học giỏi nha, ngoan nha. Cái này là năm nay các cô chú thay cho ba nha. Dạ. Gửi cho con, cố gắng học giỏi nha. Đối với các cháu mồ côi cha mẹ thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nguyện vọng của gia đình, người thân và các cháu thì sẽ có bố trí chương trình đỡ đầu, chăm sóc, học bổng, hoặc là sẽ đưa các cháu vào các cái trung tâm tập trung để các cháu có điều kiện ăn học cho nó tốt hơn. Tinh thần là giúp cho các cháu có một cái điều kiện tốt để có thể học đến 18 tuổi. Không từ ngữ nào có thể nói hết về cách mà người thành phố dành cho nhau trong đại dịch. Chúng ta chỉ có thể gói gọn trong một câu, chung một tấm lòng. Tấm lòng hướng về những hoàn cảnh khó khăn, từng mảnh đời, từng khu phố. Trong tháng 7 năm 2021, thành phố hỗ trợ đợt 1 cho 334.200 lao động tự do, số tiền 501 tỷ đồng. Tiếp tục chia sẻ khó khăn trong đợt giãn cách thứ hai, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai gói hỗ trợ đợt 2 là 900 tỷ đồng cho đối tượng lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19. Mỗi quận, huyện, phường, xã đều chủ động tìm nhiều cách khác nhau để trao tận tay từng phần quà đến cho người dân. Có hay không có hộ khẩu thành phố, là người sinh sống lâu năm hay người nhập cư đều nhận được sự san sẻ, yêu thương. Không ai lẻ loi cô đơn trong những ngày giãn cách. Sau hai gói hỗ trợ mang lại hiệu quả bước đầu tích cực, động viên tinh thần cho người lao động mất việc và hộ nghèo, đợt hỗ trợ thứ ba được thành phố triển khai với quy mô rộng hơn, không phân biệt đối tượng, miễn là hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận trợ giúp. Về nguyên tắc, hỗ trợ lần này bảo đảm là không để sai sót và không để trùng lắp đối tượng, cũng không để trục lợi chính sách cho cá nhân và cũng không phân biệt là cái người đó thường trú, tạm trú hay lưu trú. Dự kiến khoảng là trên 5 triệu người bị ảnh hưởng lần này và khoảng 2 triệu hộ. Lần này là hỗ trợ theo nhân khẩu, theo người, thì mỗi người thì khả năng là 1 triệu đồng một lần. Thì kinh nghiệm so với gói 1, gói 2 vừa qua đó, thì gói 1, gói 2 là chúng ta chia theo hộ thì nó cũng không được công bằng. Có hộ thì 3 nhân khẩu cũng 1 triệu rưỡi, có hộ 5 nhân khẩu cũng 1 triệu rưỡi, mà hộ 1 nhân khẩu 1 triệu rưỡi. Thành ra bà con thắc mắc, cái tiêu chí xác định cũng không rõ vì dịch kéo dài quá, ảnh hưởng việc làm chung của cán bộ cơ sở, đội ngũ cán bộ ở cơ sở rất mỏng. Thành ra làm cũng chưa hết cái phần hành của mình, cũng có nhiều thiếu sót. Nhưng lần này phải làm kỹ hơn, tuy nó có chậm nhưng chắc, đi từng nhà, từng hộ, nghĩa là đi từng người, từng nhà để rà soát khảo sát, mà gắn với công an khu vực. Tôi cho rằng cách làm này thì có thể nó không bao trùm, bao phủ hết, nó cũng có thiếu sót, nhưng chắc chắn là cái thiếu sót nó không lớn. Mà nếu có sót thì tiếp tục bổ sung để bảo đảm cho bà con có cuộc sống ổn định lâu dài. Mà tinh thần của lần này là chúng ta không phải vì cái gói cứu trợ này, vì an sinh, mà vì lao động, việc làm. Muốn thành phố chúng ta sớm chấm dứt dịch, muốn kiểm soát được dịch để kinh tế mở ra, mọi người có việc làm, có lao động, có thu nhập, thì đó là mới an sinh lâu dài, bền vững. Thưa quý vị, có thể thấy trợ giúp kịp thời cho những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội giữa cơn bão Covid-19. Ngoài sự nỗ lực của chính quyền thành phố, các ban ngành chức năng còn rất cần đến sự chung tay, chung sức, chung lòng của mọi lực lượng trong xã hội. Bằng cái tâm và trách nhiệm với cộng đồng, bằng tình yêu thương, nghĩa đồng bào trong gian khó, mỗi người, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều đang cố gắng từng ngày cùng thành phố phòng chống dịch hiệu quả, từng bước phục hồi và xây dựng cuộc sống bình thường mới. Đó là những nỗ lực rất đáng trân trọng và phát huy trong thời điểm hiện nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.